Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận, Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức triển lãm trưng bày trình diễn văn hóa Chăm vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2013. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hiện vật gồm chất liệu kim loại, gốm sứ, đất nung và sưu tập hiện vật làng nghề truyền thống do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận sưu tầm cùng với các tác phẩm điêu khắc trên chất liệu đá tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Những hiện vật đưa ra triển lãm lần này sẽ có phần bổ sung thông tin về sự phong phú và đa dạng của di sản văn hóa Champa. Đồng thời giới thiệu 50 tác phẩm là các tượng đất nung, tranh sơn dầu với nhiều chủ đề khác nhau của họa sĩ Đàng Năng Thọ. Họa sĩ Đàng Năng Thọ là người Chăm, ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992, hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sinh ra từ làng gốm Chăm Bảo Trúc, một làng nghề làm gốm cổ truyền của tỉnh Ninh Thuận. Với niềm đam mê sáng tạo, Đàng Năng Thọ đã cho ra đời nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc đất nung mang phong cách rất riêng, khắc họa đời sống văn hóa Chăm Ninh Thuận một cách sinh động và đặc sắc. Cũng trong chương trình, các nghệ nhân làng gốm Chăm Bảo Trúc tỉnh Ninh Thuận đã trình diễn quy trình làm gốm thủ công từ khâu làm đất đến chế tác ra tác phẩm làm bằng tay. Ngoài ra, cuộc thi triển lãm ảnh di sản văn hóa Việt Nam 2013 cũng giới thiệu 100 tác phẩm xuất sắc. Cuộc thi do tạp chí Việt Nam Heritage và Hội Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát động, sau 4 tháng đã nhận được 6.616 tác phẩm từ 339 tác giả dự thi. Các đề tài bao gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, di sản văn hóa phi vật thể, âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn 7 hiện vật quý và kỷ vật kháng chiến, cổ vật do các cán bộ lão thành cách mạng tại Đà Nẵng và các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng. Trong số này có 22 kỷ vật kháng chiến của các vị đã từng tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 5 hiện vật chứng tích chiến tranh, 6 hiện vật văn hóa dân tộc, 23 cổ vật, 1 tranh ký họa của cố họa sĩ Đỗ Toản. Ngoài ra, Bảo tàng Đà Nẵng còn tổ chức triển lãm chuyên đề về nguồn giới thiệu 45 bức tranh do các họa sĩ của trường mỹ thuật Đông Dương vẽ ở những thập niên 40-50 của thế kỷ 20 ra với công chúng Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của các danh họa Lương Xuân Nhị, Hoàng Tích Chủ, Đỗ Đình Hiệp, Nguyễn Xuyên, Nguyễn Trung từng làm rạng rỡ nền mỹ thuật Việt Nam được trưng bày giới thiệu.